Một sự cương quyết trong tâm là tôi sẽ giữ tất cả các quy tắc, điều lệ. Giống như quý vị nhập viện, quý vị phải chấp nhận mọi nội quy của bệnh viện. Cũng tương tự, hiện giờ quý vị đã đến ở trong một bệnh viện. Chúng ta không gọi nơi đây là bệnh viện tâm thần. Quý vị đã đến ở trong một bệnh viện, đúng rồi, quý vị đến đây để thanh lọc tâm, làm cho tâm lành mạnh. Quý vị phải tuân theo mọi điều lệ, mọi nội quy. Một điều lệ là trong 10 ngày này, quý vị phải ở trong nhà tù. Quý vị không thể đi ra ngoài. Quý vị không thể đi ra ngoài. Trước khi tới khóa thiền này, những người muốn tham dự được hỏi, quý vị có sẵn sàng để ở đây 10 ngày không? Khi họ đến đây học, họ lại được hỏi, quý vị sẵn sàng chưa? Này, hãy đọc các điều lệ này, ký tên vào, quý vị có sẵn sàng chưa? Rồi có người lại nhắc trong buổi họp, quý vị sẵn sàng chưa? Quý vị phải lưu lại đây 10 ngày. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của nhiều người đã đến đây và kinh nghiệm từ nhiều khóa thiền, chúng tôi nhận thấy rằng, khi ngày đầu trôi qua, cuộc giải phẫu đã bắt đầu. Vào ngày thứ hai, sự dao động xảy ra, và không phải tất cả nhưng có một số người yếu lòng, họ cảm thấy muốn bỏ chạy. Ô, việc này chẳng tốt lành gì cho tôi cả. Đến lúc khác, tôi sẽ đến vào lúc khác. Và người ta muốn bỏ chạy. Rồi một lần nữa, vào ngày thứ tư, một cuộc giải phẫu sâu hơn bắt đầu. Và vào ngày thứ năm, ta đi sâu hơn nữa. Vào ngày thứ sáu, sự dao động này lại xảy ra cho một số người. Tôi muốn bỏ chạy, tôi muốn bỏ chạy. Vào ngày thứ hai, ngày thứ sáu, sự dao động lớn xảy ra. Hãy đối diện với chúng. Hãy can đảm đối diện với những dao động này với lòng cương quyết. Tôi sẽ ở đây 10 ngày. Tôi phải dập bỏ mớ rác rưởi ở sâu trong tâm. Tất cả máu mủ từ vết thương phải chảy ra. Nó khó chịu, nhưng tốt cho tôi. Tôi sẽ đương đầu với nó. Tương tự như thế, ví dụ quý vị đến bệnh viện để làm một cuộc giải phẫu cơ thể, mà mới được nửa chừng, giả sử quý vị nói với bác sĩ phẫu thuật, ô, thôi thôi thôi, đủ rồi, tôi sẽ trở lại sau này để được giải phẫu tiếp. Chuyện này không bao giờ xảy ra cả. Bác sĩ giải phẫu sẽ không cho phép như vậy. Vị bác sĩ ở khóa thiền này cũng không cho phép như vậy. Không tốt cho quý vị khi bỏ đi ngay giữa khóa. Do đó nên có sự quyết tâm. Tôi sẽ không bỏ đi. Hãy để bất cứ chuyện gì xảy ra. Một quyết tâm khác là tôi sẽ tôn trọng các điều lệ, đặc biệt là thời khóa biểu. Tôi phải có mặt tại thiền đường lúc 8 giờ sáng. Tôi phải có mặt sớm hơn vài ba phút. Và lúc 8 giờ sáng, tôi đã ngồi, tôi đã bắt đầu hành thiền. Nếu quý vị vừa đi vừa nói nhảm nhí, tán gẫu, trì hoãn, nhìn chỗ này ngó chỗ kia, và trễ 10 phút, 15 phút, thì chẳng thành tựu được gì cả. 8 giờ, đúng 8 giờ, quý vị phải bắt đầu đúng 8 giờ. Thời giờ rất quan trọng, mọi giây phút đều rất quý giá đối với quý vị. Và kế đến, buổi ngồi thiền, quý vị phải ngồi thiền từ 8 đến 11 tiếng mỗi ngày. Hãy ngồi thiền. Chứ không phải bây giờ có thì giờ, tôi đã ngồi được một tiếng, đủ rồi, để tôi đi giặt quần áo, tôi sẽ đi tắm, tôi sẽ làm việc này, việc kia. Ồ, không được như thế. Thời gian ngồi thiền là thời gian ngồi thiền. Hãy có quyết tâm. Một sự quyết tâm khác nữa là mỗi ngày 3 lần, sáng từ 8 đến 9 giờ, trưa từ 2 giờ rưỡi đến 3 giờ rưỡi, chiều tối từ 6 đến 7 giờ. Quý vị phải ở trong thiền đường. Cứ để bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cương quyết, tôi sẽ không ra khỏi thiền đường. Tôi có thể thay đổi tư thế ngồi, không sao cả. Sau 3 hay 4 ngày, ngay cả đến tư thế ngồi, quý vị cũng không thay đổi. Bây giờ, đừng sợ việc đó. Ở giai đoạn này, quý vị có thể thay đổi tư thế ngồi, nhưng phải ở trong thiền đường. Điều này giúp tâm quý vị vững mạnh. Sự quyết tâm, một sự quyết tâm mạnh mẽ sẽ giúp quý vị. Một khuyến cáo khác nữa, bất cứ khi nào cảm thấy mệt, quý vị được phép nằm và nghỉ trong phòng ngủ, và không nên nằm quá 5 phút. Khi nằm xuống, quý vị cảm thấy dễ chịu, quý vị tự nhủ, sao chỉ được 5 phút? Có lẽ sự cấm đoán này dành cho những người vô minh. Tôi rất thông minh, tôi không cảm thấy buồn ngủ. Tôi biết tôi đang ý thức về hơi thở,
Thì đã sao? 10 phút, tôi đang ý thức về hơi thở. Tôi là người rất thông minh, không sao cả. 15 phút. Quý vị cảm thấy buồn ngủ, nửa giờ trôi qua. Rồi quý vị bắt đầu ngáy. Và rồi người khác trong cùng khu nhà ở nghe quý vị ngáy. Ồ, thật tuyệt, tôi cũng sẽ nằm. Ngáy, ngáy, toàn thể khu nhà ở trở thành nhà ngáy. Cả trung tâm thiền sẽ biến thành trung tâm thiền ngáy ngủ. Quý vị đến đây để lúc nào cũng tỉnh thức, luôn luôn tỉnh giác, từng giây từng phút. Vì thế, không nằm xuống qua 5 phút, rồi lại ngồi, càng lúc càng tu tập nhiều hơn trong tư thế ngồi. Một rủi ro khác, một nguy hiểm khác là việc tu tập ngoài trời. Trong giai đoạn này, hãy tu tập trong nhà. Nếu quý vị ngồi thiền ngoài trời có nắng và gió, như thế không tốt. Dĩ nhiên sau này, một bậc giác ngộ trở thành giác ngộ khi ngồi dưới gốc cây, ngoài thiên nhiên, giữa trời bao la. Nhưng điều đó đòi hỏi một sự tu tập thuần thục. Trong giai đoạn này, nếu quý vị ngồi thiền ở ngoài trời, làn gió nhẹ chạm vào bên trong mũi hay vào vùng bên dưới mũi, sẽ không cho phép quý vị cảm nhận được cái phất chạm vi tế của hơi thở. Bởi vậy, không nên ngồi thiền ngoài trời. Trong lúc nghỉ ngơi thì không sao. Nhưng trong giờ thiền, khi mắt nhắm, nếu bị ánh sáng chiếu vào mắt, quý vị sẽ không thể tiến sâu hơn. Do đó, luôn luôn tập thiền trong nhà. Tập thiền trong nhà rất quan trọng cho quý vị. Rồi một nguy hiểm khác. Giờ này, ở đây đã được 24 tiếng. Quý vị đã biết là không có bữa ăn tối. Không có bữa tối ở đây. Vào lúc 11 giờ sáng, trong khi xếp hàng lấy thức ăn trưa, quý vị có thể nghĩ đến bữa cơm tối. Không có bữa tối ở đây. Tôi quen ăn một đĩa đầy cho bữa trưa và một đĩa đầy cho bữa tối. Nay ở đây không có bữa tối. Tôi nên ăn luôn phần cho bữa tối ngay bây giờ. 2 đĩa. Một đĩa cho bữa tối và một đĩa cho bữa trưa. Thiền sư luôn nói rằng ta phải tự chiến đấu cuộc chiến riêng của mình. Cơ thể tôi phải đủ mạnh để chiến đấu cuộc chiến của tôi. Vì thế, tôi lấy 3 đĩa. Nguy hiểm quá, nếu làm như thế quý vị sẽ không thể thực hành thiền được. Nếu quý vị đã quen mỗi bữa lấy 1 đĩa đầy, hãy lấy 3/4 đĩa thôi. Trong suốt 24 tiếng, 1/4 bao tử nên luôn luôn để trống, rồi quý vị mới có thể tập thiền tốt hơn được. Chớ nên ăn no. Đừng nói gì đến ăn quá nhiều. Đừng ăn no. Hãy để trống 1/4 bao tử. Điều này sẽ giúp ích cho quý vị. Một khuyến cáo khác. Sự im lặng triệt để rất quan trọng. Giờ đây, đã tu tập được 1 ngày rồi. Quý vị đã thấy tâm mình liên tục nói huyên thuyên. Lúc nào cũng nói huyên thuyên. Và rồi nếu quý vị bắt đầu nói chuyện với người khác, dĩ nhiên, nếu quý vị gặp khó khăn nào về phương pháp thiền, quý vị luôn luôn được tự do đến thảo luận với các thiền sư phụ tá. Về bất cứ vấn đề gì thuộc về quản trị, quý vị có thể nói với ban quản trị. Nhưng giữa các thiền sinh với nhau, quý vị không được nói chuyện, không thông tin liên lạc ngay cả bằng cách ra dấu hoặc ánh mắt, chỉ hướng vào nội tâm. Thực tại nơi chính mình là điều rất quan trọng cho quý vị. Quý vị đã hướng ra bên ngoài suốt cả đời. Bây giờ quý vị học cách quan sát nội tâm. Nếu quý vị bắt đầu liên lạc với thiền sinh cùng khóa, quý vị sẽ tạo ra khó khăn cho chính mình. Cái tâm nói huyên thuyên này có thêm thức ăn để nói chuyện nhảm nhí. Nếu quý vị đã nói chuyện với người nào đó, khi ngồi thiền, tất cả những ý tưởng này tiếp tục hiện ra trong đầu quý vị và sẽ làm xáo trộn tâm quý vị. Như vậy, nhiều ý tưởng có liên quan hay không liên quan sẽ bắt đầu nảy sinh. Điều này gây khó khăn cho quý vị. Không những chỉ khó khăn cho quý vị, mà còn gây khó khăn cho người mà quý vị đã cùng trò chuyện. Khi quý vị nói chuyện, quý vị không thể nói chuyện với bức tường. Quý vị không thể nói chuyện với cây cối. Bất cứ ai mà quý vị trò chuyện cũng là một thiền sinh. Và quý vị đã cung cấp thức ăn nói nhảm cho người ấy. Nếu quý vị cứ tiếp tục nói chuyện với ai đó khoảng một lúc, quý vị đã tạo ra khó khăn cho những người khác, cho những thiền sinh khác. Hai người đã bắt đầu nói chuyện và tiếng ồn làm phiền rất nhiều thiền sinh khác. Cho nên đừng nói chuyện.
hãy hoàn toàn im lặng, và quý vị sẽ thấy lợi ích của sự im lặng này. Sự im lặng này còn quan trọng vì một lý do khác nữa. Ngày hôm qua, quý vị nguyện giữ năm giới. Rất dễ giữ các giới kia, không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, vân vân. Nhưng không dễ với giới không nói dối. Bất cứ khi nào nói chuyện, vì thói quen cũ, quý vị có thể thêu dệt, có thể giấu điều gì đó. Và quý vị đã phạm một trong các sila, các giới luật. Trong năm viên đá nền tảng này, cho dù chỉ một viên bị lung lay, sự hành thiền của quý vị sẽ trở nên yếu đi. Đừng nói chuyện nữa, hãy im lặng, hoàn toàn im lặng. Và quý vị sẽ nhận ra rằng, sự im lặng sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều, rất nhiều. Một điều rất quan trọng khác là đừng pha trộn bất cứ thứ gì vào phương pháp thiền này. Quý vị đã tự tuân thủ phương pháp thiền này trong suốt 10 ngày ở đây. Sau 10 ngày, quý vị là chủ nhân của chính mình. Nhưng trong suốt 10 ngày ở đây, quý vị tuân thủ theo phương pháp này. Đừng trộn lẫn bất cứ thứ gì vào phương pháp thiền này. Một thiền sinh có thể cảm thấy, tôi đã đọc là cách thiền Vipassana phải như thế này, có người nói Vipassana phải như thế này, có người nói Satipatthana phải như thế này. Hay là truyền thống của tôi dạy hành thiền như thế này, tụng niệm cái này, hình dung cái này, tưởng tượng như thế này. Sao không tu tập một chút cái này, một chút cái kia? Nguy hiểm, rất nguy hiểm, thật đầy rủi ro. Một ví dụ, một người quen cưỡi con ngựa trắng của người đó, có người cho con ngựa khác, con ngựa màu đen, và người đó nói, ông hãy thử con ngựa đen này, đây là con ngựa rất hay. Và anh ta trả lời, phải, tôi sẽ cưỡi thử con ngựa đen này, nhưng tôi không bỏ con ngựa trắng của tôi, một chân trên ngựa trắng của tôi và một chân trên ngựa đen của ông, hãy để tôi cưỡi thử. Như thế rất nguy hiểm. Một người quen đi thuyền của mình, trong chiếc thuyền riêng của mình, có người tặng chiếc thuyền khác rất tiện nghi, thuyền này nhanh, rất tốt. Được, tôi sẽ thử nó, nhưng một chân trong thuyền này của tôi, chân khác trong thuyền kia của bạn. Như thế càng nguy hiểm hơn, càng nhiều nguy hiểm hơn. Một chân trong pháp thiền này, một chân trong pháp thiền khác, còn nhiều nguy hiểm hơn nữa. Trong 10 ngày ở đây, đừng nên làm như thế. Chỉ làm đúng những điều quý vị được yêu cầu phải làm, vì sự an toàn của quý vị. Mặc dù lời khuyến cáo này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng tôi đã chứng kiến những trường hợp có người vì vô minh, không chịu nghe theo, và bị vướng vào tình trạng mà ngay đến thiền sư cũng khó giúp người này thoát khỏi nguy hiểm. Do đó, không nên pha trộn như thế. Nếu vì vô tình điều gì đó bắt đầu quý vị không tránh được, có thể quý vị đã tập trong quá khứ, tụng một chữ, tụng kinh, hay có thể là sự quán tưởng. Và vì thói quen cũ, điều ấy xảy ra cùng với sự quan sát hơi thở. Khi nhận ra, quý vị nói, ồ không, không có tụng niệm trong phương pháp thiền này, không hình dung gì cả. Và quý vị thoát khỏi tình trạng đó. Chuyện ấy lại xảy ra, quý vị lại thoát ra khỏi tình trạng đó. Không có gì sai, không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu cố tình pha trộn, tâm quý vị sẽ bị nhiều xáo trộn sâu tận bên trong. Điều này sẽ gây khó khăn. Đừng mạo hiểm. Còn nữa, đừng mạo hiểm ra khỏi khu vực đã được phân định. Ranh giới khóa thiền đã được phân định rõ ràng. Vì sự an toàn của bản thân, quý vị hãy ở trong khu vực giới hạn này. Và hãy lưu ý rằng quý vị phải tận dụng mọi giây phút. 9 ngày còn lại rất quan trọng. Nếu quý vị tu tập đúng theo yêu cầu. Vào ngày thứ 10, quý vị sẽ nhận ra rằng, phải 10 ngày ở đây là 10 ngày đáng ghi nhớ trong đời mình. Nhưng điều ấy chỉ có thể xảy ra khi quý vị tu tập. Hãy tận dụng thời gian, hãy tận dụng cơ hội, tận dụng cơ sở tiện nghi này, và tận dụng phương pháp thiền tuyệt diệu này, thăm ma tuyệt diệu này. Rất khoa học, không tông phái. Rất hợp lý. Tận dụng phương pháp thiền này vì sự tốt lành của chính quý vị, vì lợi ích của chính mình, để thoát ra khỏi những ràng buộc, những gông cùm, những xiềng xích của vô minh, của ham muốn và ghét bỏ, để hưởng được an lạc thực sự, hòa hợp thực sự,
hạnh phúc thực sự. Cầu chúc cho tất cả quý vị hưởng được an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. Vài lời giải thích để cho những thiền sinh mới được rõ. Vừa mới đây quý vị nhận ra rằng, và quý vị sẽ tiếp tục nhận ra rằng, khi quý vị nghe tôi tụng ba lần, ba chữ Bhavatu Sabba Mangalam, và các thiền sinh cũ đáp lại Sadhu Sadhu Sadhu. Đừng xem đó là một nghi thức hay một lễ nghi, mà nên hiểu đó là gì. Theo phương pháp thiền Vipassana, khi người ta tiếp tục tu tập trong phương pháp thiền này, bất cứ khi nào người ta làm một điều thiện, lợi cho mình và lợi cho người khác, cả về vật chất lẫn tinh thần, khi làm xong điều thiện ấy, người ta phát triển tình thương, lòng từ và thiện chí cho người khác. Nguyện cho điều thiện này của tôi đem lại kết quả tốt cho người khác. Như vậy, Bhavatu Sabba Mangalam, nghĩa là nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc, nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc, nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Rồi những thiền sinh lắng nghe, họ cũng phát sinh và phát triển phẩm chất của tình thương yêu, từ tâm và thiện chí đến cho người khác. Họ trả lời Sadhu, ồ lành thay, chúng tôi cũng tán đồng với ước nguyện tốt lành của Thầy, chúng tôi cũng cầu chúc, nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Nếu quý vị phát triển thiện tâm về tình thương yêu và từ tâm này đến cho người khác, thì hãy nói Sadhu Sadhu Sadhu. Nếu không, đừng để nó biến thành một nghi thức hay một lễ nghi. Bây giờ quý vị hãy nghỉ khoảng 5 phút rồi bắt đầu trở lại. Hãy đi nghỉ khoảng 5 phút.